Nhà trẻ em núi Tản Viên là một cái dự án được tổ chức OIM thực hiện từ năm 1999 đến nay, phối hợp với địa phương trong cái vấn đề nuôi các cháu trong cái hoàn cảnh đặc biệt là không có nguồn nuôi dưỡng. Tổ chức thanh niên sứ mệnh thế giới là cái cầu nối giữa các tấm lòng hảo tâm trên thế giới và địa phương cùng chăm lo nuôi dưỡng các cháu. Thời gian các cháu thường xuyên được nuôi dưỡng là 20 cháu trong nhà trẻ. Hiện nay đã có nhiều cháu trưởng thành, học hành thành đạt và đã ra ngoài xã hội làm việc, công tác. Welcome to Tan Lin Children's Home. We are arriving here just before lunch. Everybody looks very busy. Boys are washing the salad, girls are cutting the chives and supervising the cooking. Two nice girls pause and offer to show us around. Let's follow them as they show us their home. Here is our garden, they say proudly. The 20 kids who work with us and live with us in this house love to produce their own vegetables. Most of us are orphans and grew up without anybody caring for us. Now we have the love and care of the home staff and our adopted siblings. Then we arrive at the study room. The children have started to achieve better results at school after a few years of living in a safe and peaceful environment. They all have the books and material needed to study effectively. Our guides are now taking us to the third floor, which is the girls' territory. The 11 girls of the house share this bedroom together. Nung and Tuyet show us around their bedroom. It becomes their refuge, where they can be themselves, sharing secrets and stories. We will now let the two guides enjoy a well-deserved break with their friends. They all play hopscotch and football in the playground. Tuyet was 8 years old when she arrived at the children's home. Her father died when she was 7, and her mother became seriously depressed. Since then, her mother wasn't able to care for her two children. Now Tuyet is 17 and has had a happy childhood. She is studying in the best school of the district, thanks to her high score at the entrance test. She enjoys cooking, dancing and taking care of her adopted brothers and sisters, as she is one of the eldest children of the house. Nhà trẻ em núi Tản Viên, xã Tản Lĩnh, chúng tôi gồm có 20 cháu và 2 cán bộ. Các cháu ở đây là có điều kiện, có hoàn cảnh khó khăn, được nuôi dưỡng và chăm sóc tại đây. Hiện nay chúng tôi đang gặp khó khăn về khu vệ sinh. 22 người sử dụng chung một phòng vệ sinh cho nên là rất gặp khó khăn, bất tiện. Chúng tôi rất mong muốn quý vị giúp đỡ chúng tôi để cải tạo lại nhà vệ sinh, tiện việc sử dụng hơn cho các cháu và cán bộ ở đây. Chúng tôi xin cảm ơn. So all of YWAM's team, the home staff, the kids, and us, we thank you for improving the life of our children.